Kính thưa các đồng chí, các bạn và đặc biệt là các anh chị em du học sinh ở UIUC hiện đang theo dõi chương trình này. Như các bạn đã biết, năm con chuột sắp qua đi, năm con trâu sắp tới. Anh ơi, hình như đọc lộn tổ chức năm ngoái. Có vậy hả? Thôi cũng không sao nhỉ. Ý không được. Tổ chức năm ngoái em có sẵn sàng để ở phía dưới. Ô sao chữ nghĩa là ngoan thế này? Nhờ anh thông cảm, em vội quá chưa kịp đến máy. Ok. Các anh chị em UIUC thân mến, vậy là một năm nữa đã trôi qua và đây là dịp để chúng ta ngồi ăn, ngồi ôn lại những thành quả tốt đẹp đã đạt được. Chúng tôi rất tự hào khi được biết trong năm vừa rồi, các anh chị em ở UIUC đã có những hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết, mở rộng sứ quán. Ủa, sứ quán bên đó mở rộng hồi nào mình cũng biết nhỉ? Mở rộng sự quan tâm, hiểu biết lẫn nhau. Có thể kể đến chuyến đi hái táo đầy thú vị, thăm hỏi các gia đình mới sinh em bé, tổ chức lễ mừng Giáng sinh ấm áp và duy trì phong trào hoạt trẻ khỏe đẹp sôi nổi hàng tuần. Và còn nhiều nữa những hoạt động tự tổ chức của các thành viên. Kể đến những hoạt động nhiều ý nghĩa, đó là kể tôi ban đại diện, tôi chủ tịch VSC và đặc biệt là tôi tất cả các anh chị em có mặt trong buổi tối hôm nay. Ôi, tội gì mà nhiều vậy? Dạ không, là tới. Tới. Đó là kể tới ban đại diện, tới chủ tịch VSC và đặc biệt là tới tất cả các anh chị em có mặt trong buổi tối hôm nay. Khiếp, chữ viết loằng ngoằng quá. Chúng tôi vô cùng tự hào khi được biết anh Tùng Chế, đương kim vô chủ tịch VSC đã làm rạng danh cộng đồng nghiên cứu sinh Việt Nam ở nước ngoài khi xuất sắc đạt được giải học giả trẻ toàn cầu, một trong những giải thưởng có uy tín nhất trong chuyên ngành chăn nuôi thú y của anh. Chúng tôi rất hân hoan khi chứng kiến sự ra đời của năm chú nghe con, thế hệ mầm non của UIUC trong niềm hạnh phúc vô bờ của bố mẹ. Theo thống kê thì tốc độ tăng dân số của UIUC năm vừa qua là 8%, cao hơn rất nhiều so với tốc độ trung bình của Việt Nam cũng như toàn thế giới. Đấy là thống kê theo năm, còn thống kê theo tuần thì đặc biệt là có một tuần kỷ lục là có đến 4 cháu ra đời. Xin chúc mừng gia đình anh Thắng, chị Cát, anh Tùng, chị Tuyết anh Long, chị Mai, anh Quang, chị Nguyên và anh Tú, chị Huyền. Đó là đối với thế hệ mầm non, còn đối với cộng đồng nghiên cứu sinh của chúng ta, chúng tôi cũng vui mừng chào đón những thành viên mới như Phong, Đức Anh, vợ chồng Huy Hà, Trọng, Thùy và Phước. Các bạn dù đến UIUC bằng những con đường khác nhau, từ học bổng VEF, học bổng World Bank, hay là tự nộp hồ sơ, hoặc là bị lưu đày qua đây vì dám từ chối một nữ tiến sĩ tốt nghiệp ở UIUC. Chính sách năm trước hả? Hồi đó tôi nói đùa mà làm thật hả? Dạ, tại nó dám từ chối cho gái. Tất cả đều sẽ là nguồn động lực quan trọng cho sự phát triển của cộng đồng UIUC sau này. Người đến thì cũng có kẻ đi. Năm vừa qua chúng ta cũng rất buồn và lưu luyến đưa tiễn những người bạn thân thiết đã ra đi mãi mãi khỏi UIUC như Lộc Bùi, La Thứ, Giang Nguyễn, Hưng Dương. Chúc các alumni thành công trên con đường mới và hãy luôn nhớ đến những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Sinh viên, cuộc đời sinh viên tại UIUC này. Cuối cùng, tôi xin chúc các anh chị em UIUC một năm con hổ thật thành công, vạn sự như ý, an khang, thịnh vượng. Chúc anh chị em có một cái Tết cổ truyền vui vẻ, ấm cúng, đậm đà hương vị quê hương. Xin chào.